Đối với ngành yến của chúng tôi là hiện nay nó có một cái mở rộng san hô, và chúng tôi cũng đang giữ, và đến giờ nó cũng vẫn là nguyên vẹn. Bên cạnh đó thì nó có một cái hơn yến, tức là thiên nhiên nó tạo nên. Và đến giờ phút này thì phải nói là một trong những cái cảnh cũng tương đối là đẹp. Chắc chắn là với cái sự mà đầu tư về hiện nay về du lịch á, thì chúng tôi sẽ với chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ cùng với các cấp các ngành gìn giữ và tôn tạo cảnh đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho mình nữa, để trở thành một cái điểm du lịch lôi cuốn tất cả các khách du lịch trong nước cũng như ngoài nước đến tham quan đối với mình này.